Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Vua Phim Hàn. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi diễn biến tập tiếp theo của bộ phim nhé. Cô y tá bất ngờ thông báo tin bà Yoon Mi-sun đã từ chối hiến tặng ngay trước khi gây mê khiến cả kiếp mổ bàng hoàng. Đây là một cú sốc lớn đối với Y Han. Nhìn bệnh nhân đang nằm với lá phổi nhỏ thoi thóp khiến anh choáng váng nhìn về phía camera. Lúc này, bà Yoon Mi-sun cũng đang có mặt tại phòng viện trưởng. Seok Yang hỏi bà ta có thực sự muốn hiến tặng không hay đây là kế hoạch từ trước của bà. Bà ta không đáp lại, còn Gu Jin Ji bào chữa rằng có rất nhiều trường hợp mà người thân thay đổi ý kiến trước phẫu thuật. Ông ta rất đắc ý nói rằng cuộc phẫu thuật hôm nay sẽ chỉ dừng ở đây, khiến Seok Yang và Jaden Lee lo lắng. Hóa ra kế hoạch của họ là lừa Y Han cấy ghép lá phổi trái của Do Jin U cho Sun Yi, còn lá phổi phải không bị sơ hóa nhiều nên ông ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc để chờ lá phổi khác. Nhưng thật không may, y tá phát hiện bệnh nhân bị phù phổi do lá phổi được cấy ghép quá nhỏ, nếu không tiếp tục ghép lá thứ hai thì bệnh nhân có nguy cơ mất mạng. Y Han làm cấp cứu để tạm thời kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Sau khi được viện trưởng giải thích về sự cố suy hô hấp của con gái, bà Yoon Mi-sun rất lo lắng vì nếu không được ghép phổi ngay, con gái bà sẽ chết. Nghe vậy, Jaden Lee thương xót cho cô bé, Yoon Mi-sun liền chuyển hướng sang tên trợ lý. Bà ta năn nỉ hắn hiến phổi cho Sun Yi và hứa hẹn khi trở thành tổng thống, bà ta sẽ lo cho hắn suốt đời. Yêu cầu này khiến cả hắn và Seok Yang, Jaden Lee đều ngỡ ngàng về sự trơ trẽn đó. Đáng tiếc Gu Jin Ji đã nói anh ta không được, vì để hiến tặng cần phải đăng ký và kiểm tra kỹ càng. Yoon Mi-sun quát vào mặt ông ta bắt ông tìm cách khác để cứu con bà ấy. Vì tin tưởng viện trưởng nên bà ta mới quyết định phẫu thuật cho con gái, nên giờ ông ta phải có trách nhiệm. Seok Yang liền chỉ ra người cứu được Sun Yi chỉ có bà ấy. Bà ta đã nộp đơn hiến tặng, cũng từng kiểm tra kỹ càng. Giờ là lúc bà ta chứng minh tình yêu con của mình bằng cách cho cô lá phổi. Nhưng chỉ còn một tuần nữa là đến phiên bầu cử tổng thống, bà ta không đồng ý phẫu thuật. Jaden Lee đã đặt tính mạng Sun Yi và cái ghế tổng thống lên bàn cân để ép bà ta phải chọn. Anh cũng vạch ra trường hợp nếu hôm nay cô bé chết thì đó là do sự ngu dốt và tham lam của bà ta gây ra. Trong phòng phẫu thuật, Y Han đã cứu sống bệnh nhân nhưng cô có thể nguy kịch bất cứ lúc nào nếu không được ghép phổi. Trong khoảnh khắc, Y Han nhớ lại cuộc nói chuyện trước ngày phẫu thuật khi anh kiểm tra sức khỏe phổi cho Do Jin U đã phát hiện ra bệnh lao, và anh cũng dự đoán trước được phổi của cậu bé sẽ nhỏ. Nhưng vì tin tưởng rằng bà Yoon Mi-sun sẽ hiến tặng cùng nên Y Han động viên cậu bé hãy yên tâm. Do quá hiểu con người tham lam không màng tình máu mủ của bà ta, Do Jin U đã hỏi Y Han về trường hợp nếu bà ta thay đổi quyết định thì thế nào. Cậu bé xin Y Han hãy lấy thủy phổi phải của mình để ghép nốt cho Sun Yi, mặc kệ Y Han có khuyên can rằng cậu có thể gặp nguy hiểm, cậu bé sẵn sàng hy sinh bản thân để người cậu yêu được sống. Nhớ lại những lời đó, Y Han gọi điện gặp bác sĩ cho Yosap và bảo cậu ấy hãy tách thủy giữa phổi phải của Do Jin U cho anh cấy ghép. Yêu cầu đó khiến Yosap bất ngờ vì nó có thể gây nguy hiểm. Gu Jin Ji liền ra lệnh cho Yosap ngắt điện thoại và khâu ngực bệnh nhân kết thúc cuộc phẫu thuật, nhưng Yoon Mi-sun đã ngăn cản. Bà ta yêu cầu lấy thêm phổi của Do Jin U để cứu con gái bà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc kệ viện trưởng có can ngăn vì chưa từng cấy ghép phổi một như vậy bao giờ, nó quá nguy hiểm cho người hiến tặng, nhưng bà ta vẫn bất chấp ép ông ta chấp thuận. Gu Jin Ji liền ra lệnh cho Yosap làm theo lời bác sĩ Han và ông ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Nhờ sự lo xa của Jin U mà Y Han đã tìm hiểu và phác họa hình ảnh phổi của hai bệnh nhân rồi so sánh. Anh tìm ra cách lấy thủy giữa phổi phải của cậu bé ghép cho phổi phải của Sun Yi và ngược lại, lấy phần không sơ hóa của phổi Sun Yi ghép cho Jin U. Đây là trường hợp đã từng xảy ra tại Nhật Bản. Yosap lo lắng vì nó chưa từng có ở Hàn Quốc, nhưng Y Han đã trấn an cậu vì đó là cách duy nhất để cứu mạng Sun Yi cũng như để giúp Jin U nhanh hồi phục. Lấy được sự can đảm, Yosap bắt tay vào tách phổi của bệnh nhân, phần còn lại là của Y Han. Anh nhanh chóng cấy ghép hoàn thành ca mổ. Cuộc phẫu thuật chạy đua với thời gian trước khi phổi của Sun Yi lại tiếp tục phù nề. Quan sát từ xa, Yoon Mi-sun lo lắng nhưng viện trưởng liền nói sẽ ổn. Mặc dù đây là ca khó nhưng ông ta tin Y Han là người luôn thể hiện bản lĩnh đáng kinh ngạc. Ca phẫu thuật hoàn thành, mọi chỉ số ổn định, phổi phải không còn bị phù nề. Cẩn thận theo dõi tình trạng bệnh nhân, cả kíp mổ thở phào nhẹ nhõm. Họ không thể tin rằng mình vừa chứng kiến ca phẫu thuật khó lần đầu gặp ở Hàn Quốc. Y Han khiêm tốn cảm ơn cả ekip khiến mọi người vỡ òa trong vui mừng, hạnh phúc. Viện trưởng thừa nhận tài năng của anh, còn Jaden Lee thì bất ngờ khi trên tòa Y Han mang một cái đầu lạnh, còn khi trong phòng mổ anh lại rất nhân đạo. Seok Yang cũng cảm động về con người của anh. Bước ra khỏi phòng mổ, Y Han được các y bác sĩ chào đón và nồng nhiệt khen ngợi. Kèm theo đó là sự tự hào của Seok Yang và Jaden Lee. Hai bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tại phòng hồi sức. Y Han nói sẽ chuyển họ sang phòng khám ngay khi họ hồi phục. Viện trưởng định lấy lý do phòng khám của anh thiếu thiết bị và nhân lực để ngăn cản, nhưng Jaden Lee đã kịp lên tiếng rằng đã có anh hỗ trợ. Cũng không thể biết họ sẽ xảy ra chuyện gì khi để họ lại bệnh viện. Seok Yang thông báo sẽ tiếp tục điều tra và khởi kiện việc bà Yoon Mi-sun bạo hành con gái và bắt cóc Jin U. Y Han nói anh sẽ không hòa giải khiến bà ta tức giận. Rời khỏi bệnh viện, khi y tá trưởng và Lee Jo-hyung đang nói về tài năng của Y Han thì gặp cô bác sĩ phòng khám nghiệm. Cô gái ấy muốn nói chuyện riêng với họ. Trong cuộc nói chuyện, cô muốn hỏi thông tin về vụ án của bác sĩ Han 5 năm về trước khiến hai người họ hoang mang. Cô thành thật nhắc đến chuyện cả ba người đều bị Gu Jin Ji yêu cầu ra làm nhân chứng giả. Nghe vậy, Lee Jo-hyung liền nói sẽ coi như chưa nghe thấy gì và xin phép ra về. Anh ta còn dục y tá trưởng về theo nhưng cô ta đã ở lại nói chuyện cùng cô gái, mặc hắn về một mình. Cô nói muốn biết sự thật về ca phẫu thuật của Seok Jo khiến y tá trưởng đắn đo. Lee Jo-hyun xuống xe, cảm giác lo lắng khiến anh ta mệt mỏi. Nhớ lại những lời Seok Yang cảnh cáo, anh ta tự tìm hướng khác cho mình. Trở về nhà, Seok Yang bỗng lên cơn đau tim khiến cô nhớ đến em trai. Jaden Lee vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện với người đồng nghiệp. Cô ta nhắc nhở anh hãy suy nghĩ đến lợi ích của cả tổ chức. Tại phòng khám, Y Han đang giải thích về tình trạng sức khỏe của vị đại diện Im Tae-mon. Anh khuyên ông ta nên làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, còn ông ta lại muốn hoãn lại sau cuộc bầu cử. Đó là sự mạo hiểm với tính mạng, nhưng
nhưng vì yêu cầu của ông nên Ihan đồng ý kê thuốc để giúp ông trì hoãn cuộc phẫu thuật lại. Bất ngờ, vị đại diện muốn để tên người phẫu thuật trong hồ sơ bệnh án là Gu Win Sung, vậy là ông muốn Ihan tiếp tục làm bác sĩ ma cho hắn. Yêu cầu này khiến Ihan bất ngờ, còn Yuna thì lúng túng. Anh hỏi ông về việc chấm dứt với viện trưởng và ông ta xác nhận không thể chấm dứt. Ông sợ Ban Suk sẽ gây khó dễ cho ông, khiến anh trầm tư suy nghĩ. Tại công ty của tên Gong Guk Quang, tên trợ lý của bà Yoon Mi Sun tìm đến đưa cho hắn rất nhiều tiền. Anh ta yêu cầu hắn làm một việc gì đó trong vòng một tháng, khi xong việc bà Yoon Mi Sun sẽ trả hậu hĩnh. Hắn ngoan ngoãn nghe theo. Bên ngoài, hai người đồng nghiệp của Seok Yang đang điều tra theo lệnh của cô. Họ chụp được hình ảnh tên trợ lý đó bước ra khỏi công ty của Gong Guk Quang. Chưa hết theo dõi tên Guk Quang, họ vô tình phát hiện công tố viên Bích Kang Hu có quan hệ mật thiết với tên đó. Hóa ra trước kia Bích Kang Hu đã giúp hắn từ phạm tội thành tráng án, đổi lại hắn phải làm việc gì đó giúp anh ta mà liên quan đến Ihan. Nay anh ta đến để yêu cầu hắn hãy ở ẩn, đừng liên quan tới bệnh viện Ban Suk và bà Yoon Mi Sun, nếu không anh ta sẽ cho hắn ăn cơm tù. Nhưng hắn đâu có sợ, vì hắn cũng đâu có chịu ăn cơm tù một mình đâu. Trong căn penthouse, tên trợ lý hỏi Jayden Lee về kế hoạch tiếp theo của anh nhưng không nhận được câu trả lời. Hắn nói việc Jayden Lee giữ Ihan bên cạnh nhiều hơn hắn khiến hắn rất ghen tị. Đáp trả, Jayden Lee nhắc đến việc hắn lén sau lưng mách lẻo toàn bộ sự việc với cô đồng nghiệp cũng là đối thủ của anh, khiến hắn ta giật mình lúng túng. Gu Win Sung sau khi bị bẽ mặt tại cuộc họp, anh ta sâu chuỗi lại sự việc liên quan đến Yuna và Jayden Lee, nhớ lại cả buổi tối hôm đó tại căn penthouse, lòng anh ta rất căm giận. Anh ta sai tên bảo vệ của bệnh viện lén đặt camera tại cầu thang và gom hết xác thải của bệnh viện lại để điều tra những thứ liên quan đến ma túy. Anh ta cũng yêu cầu hắn giữ kín chuyện này với viện trưởng. Tại căn penthouse, Jayden Lee và Yuna đang cùng nhau uống rượu mừng cho kế hoạch thành công. Anh ta nói khi mua lại được Ban Suk, anh sẽ chuyển trụ sở chính tới Boston và anh muốn cô cùng đi với anh. Bởi khi mục tiêu đạt được, anh sẽ trở về Mỹ và nhận chức phó chủ tịch điều hành, anh sẽ không được bên cô nữa. Lời anh nói khiến Yuna rất cảm động. Cô coi đó như một lời cầu hôn, còn Jayden Lee hứa hẹn anh sẽ cầu hôn cô vào một ngày gần nhất. Trung tâm nghiên cứu chính là chiếc nhẫn kim cương mà anh muốn trao tặng cô. Tại văn phòng, Ihan cùng các đồng nghiệp đang trao đổi về cuộc tranh luận trước tổng thống. Phóng viên Sohae hỏi anh sẽ hạ bệ ai trong số Im Tae-mon và Yoon Mi-sun khiến anh suy nghĩ. Tên trợ lý Yoon Mi-sun cũng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Seok Yang sau khi nghe hai đồng nghiệp báo tình hình, cô bất ngờ khi Baek Kang-hu lại có mối liên quan ở đó. Cô đề nghị họ tạm giữ bí mật chuyện này. Điều tra về tên Gong Guk Quang, cô được biết anh ta là tên rửa tiền chuyên nghiệp và nhiều lần bị tố cáo nhưng đều trắng án, kể cả vụ án 5 năm trước do Baek Kang-hu đảm nhận. Seok Yang lên kế hoạch tiếp cận tên trợ lý Yoon Mi-sun để tránh việc hắn lại tiếp tục tự tử. Tại bãi đỗ xe, Ihan tìm đến gặp tên trợ lý. Anh đưa hắn những tấm ảnh chụp và thông báo việc hắn đang bị công tố viên điều tra về quỹ chính trị. Tỏ ra không quan tâm, hắn định bỏ đi thì Ihan đã nhắc nhở hắn hãy sống cuộc đời của mình thật ý nghĩa, vì hắn đã từng chết hụt khiến hắn động lòng suy nghĩ. Bà Yoon Mi-sun tiếp tục được nhân viên viện Ban Suk đến massage. Cô ta lại tiêm cho bà một ống thuốc giúp bà ta ngủ một giấc ngon lành. Cô trợ lý Jarom lén giấu vỏ lọ thuốc vào túi áo. Tên vệ sĩ của Yoon Mi-sun đứng ngoài suy nghĩ và bất giác sờ lên trái tim. Hôm sau, trên truyền hình phát chương trình tranh luận sơ bộ tổng thống giữa ông Im Tae-mon và bà Yoon Mi-sun. Trong cuộc tranh luận, bà ta hỏi vị đại diện về cô con gái Yuna với chức vụ giám đốc trung tâm nghiên cứu. Bà ám chỉ việc cô dựa vào mối quan hệ của bố nên trở thành giám đốc trẻ nhất từ trước tới nay. Jayden Lee và Yuna cũng đang theo dõi cuộc tranh luận. Trả lời bà, ông Tae-mon khẳng định con gái ông đi lên bằng thực lực mà không nhận bất cứ sự ưu ái nào. Đáp lại sự công kích của bà ta, ông gửi gắm lời nhắn nhủ xin đừng nhìn Yuna bằng vị trí con gái Im Tae-mon mà hãy nhìn cô là người phụ nữ trẻ tuổi không ngại rủi ro để trở thành nhà nghiên cứu cấp cao tại Boston. Câu trả lời của ông khiến Yuna cảm động, còn Jayden Lee rất ngưỡng mộ. Đến lượt ông Tae-mon chất vấn Yoon Mi-sun, ông hỏi bà ta về vụ việc công tố viên điều tra về quỹ chính trị bất hợp pháp của bà cách đây 5 năm. Bà ta phủ nhận nó là chuyện quá khứ và không có căn cứ. Ông Tae-mon đưa ra một loạt hình ảnh và hỏi về việc tên trợ lý của bà đến giao dịch với doanh nghiệp cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc của doanh nghiệp tài chính khiến bà ta không nói được gì. Bị ông gặng hỏi, bà ta nói không biết gì cả, rồi trách ngược lại ông đã theo dõi bất hợp pháp trợ lý của bà và hứa hẹn sẽ tự mình điều tra sau khi buổi tranh luận kết thúc. Biên tập viên nhanh chóng kết thúc chương trình, không để ông Tae-mon tiếp tục chất vấn. Ihan cùng đồng nghiệp chăm chú theo dõi chương trình, quan sát ông Tae-mon phản công và theo dự đoán của Sohae, đây sẽ là cuộc bầu cử có scandal lớn nhất. Sau cuộc tranh luận, bà Yoon Mi-sun tức giận trách tên trợ lý đã làm bà ta thất vọng khi đã làm hỏng việc và ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của bà ta. Bà ta nói sẽ coi đây là scandal của cá nhân hắn và để mọi chuyện lắng xuống, nhưng không quên đe dọa nếu còn lớn chuyện thì bà ta sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm. Tiến tới ôm lấy hắn, Yoon Mi-sun đã dành những lời mật ngọt để hy vọng hắn có thể giúp đỡ bà ta tới cuối cùng. Trong một sòng bạc, khi Lee Jo-hyung đang đánh cược thì Jayden Lee tiến tới. Hắn biết đến Jayden Lee là người đã thua thì sẽ đặt cược gấp đôi, nhưng anh bổ sung thêm rằng mình sẽ thu về gấp 10. Và quả thật anh đã liên tiếp thắng những ván bạc trước sự trầm trồ của mọi người. Toàn bộ số tiền đánh thắng được anh tặng lại cho Lee Jo-hyung. Hắn không hiểu tại sao thì anh liền trả lời rằng coi như là anh đang đặt cọc phi vụ mà anh muốn hắn làm, đó là việc anh sẽ mua lại những lời khai của hắn. Tại một quán nhỏ, Yuna hẹn gặp Ihan để nhờ anh phẫu thuật cho bố cô, nhưng Ihan đã từ chối vì không muốn mình bị lợi dụng khi ông ta vẫn còn qua lại với Gu Jinji, và anh càng không muốn phẫu thuật thay một người nào khác đứng tên khiến Yuna rất lo lắng. Anh đã hỏi về lý do khiến vị đại diện không thể kết thúc quan hệ với viện trưởng, câu hỏi này khiến cô bối rối. Nhưng khi Ihan xin phép ra về thì bất ngờ cô đã thừa nhận rằng giữa bố cô và viện trưởng có bí mật. Ihan liền hỏi về vụ thay tim 5 năm trước. Lúc này ông Im Tae-mon đang ăn tối cùng các lãnh đạo cấp cao để chúc mừng cho cuộc tranh luận thì nhận được điện thoại của viện trưởng. Ông ta muốn nhờ các lãnh đạo sẽ bảo vệ mình ở hai phiên tòa sắp tới và bày tỏ mong muốn ông Im Tae-mon sẽ trở thành tổng thống để bảo vệ cho ông ta, khiến ông phải suy nghĩ. Yuna xác nhận đúng là bố cô đã mổ tim 5 năm trước, nhưng không phải ở bệnh viện Ban Suk Hàn Quốc mà ở một bệnh viện mà Ban Suk mua lại tại California. Điều này làm Ihan rất bất ngờ. Anh cũng thành thật nói với cô rằng mình đã từng nghi ngờ trái tim mà ông Tae-mon cấy ghép là bất hợp pháp. Yuna cảm thấy thật nực cười, cô nói ông Tae-mon sẽ không đơn giản chỉ vì
vì nhận hối lộ, vì con gái hay là vì trái tim được cấy ghép mà bị bó buộc. Lý do là ông bị căn bệnh Alzheimer. Một nhà chính trị sẽ không được bỏ phiếu nếu như mắc phải căn bệnh này, mà Gu Jinji lại nắm được bí mật đó. Nghe vậy, Yi Han rất bất ngờ. Tại nhà hàng, khi đang cầm ly rượu thì căn bệnh Alzheimer của vị đại diện bị tái phát. Ông làm rơi chén rượu rồi bất giác đờ đẫn khiến những người xung quanh bàng hoàng. May thay ông đã nhanh chóng lấy lại được trí nhớ và cố gắng bình thường để che giấu đi căn bệnh. Jaden Lee được báo cáo rằng Yuna đang hẹn gặp bác sĩ Han tại một quán rượu. Hắn lo lắng họ sẽ có điều mờ ám, nhưng Jaden Lee thì không. Anh thấy việc họ gặp nhau vì cùng hợp tác làm việc là điều bình thường, mà với anh, nàng hậu càng tự do lại càng hấp dẫn. Yuna đề nghị Yi Han hãy giữ bí mật với Jaden Lee và Seok Young. Cô nói bản thân không muốn bố làm tổng thống như Jaden Lee đang mong, vì đó giống như là xiềng xích với cô. Cô tin bản thân không cần sự chống đỡ của bố mà vẫn sẽ thành công. Trên đường trở về nhà, Yi Han nhận được điện thoại của tên trợ lý bà Yoon Mi Sun. Anh ta nhắc lại lời Yi Han đã khuyên hắn hãy sống cho mình và hẹn anh đi một mình tới địa chỉ mà hắn nhắn. Yi Han nhớ lại ngày hôm đó, hắn đã hỏi anh nếu hắn bị một con dao khác đâm thì anh có cứu hắn. Anh đã trả lời mình sẽ cứu chỉ cần hắn là bệnh nhân của anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhận được tin nhắn, Yi Han dừng lại ở rìa đường để đọc, nhưng bất ngờ anh lại phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Anh liền nghĩ đây là một cái bẫy. Tăng tốc chạy nhanh, Yi Han cắt đuôi được kẻ theo dõi và anh nhanh chóng đến nơi mà tên trợ lý hẹn gặp. Mở cửa bước vào, bên trong tối đen, anh ngửi thấy mùi ga nồng nặc liền nghĩ ngay đến trường hợp xấu. Chạy đi tìm, anh phát hiện tên trợ lý đang nằm bất tỉnh vì ngộ độc khí carbon. Nhanh chóng đưa hắn ra ngoài, anh lấy dụng cụ trong xe sơ cứu cho hắn. Anh nói dù hắn quyết định như vậy thì anh vẫn sẽ cứu hắn lần nữa. Vừa sơ cứu vừa gọi xe cứu thương, Yi Han bị một tốp người đánh lén từ sau khiến anh ngã gục xuống bất tỉnh. Tập 12 kết thúc rồi, liệu rằng ai là người đã gài bẫy Yi Han như vậy? Âm mưu của chúng là gì? Chúng ta cùng đón chờ diễn biến tập tiếp theo của bộ phim nhé.